nhìn ở một cái đoạn, cái góc cạnh nào đó, có phải chăng đây là một cái sự thay đổi tích cực ở trong cái cách tranh luận ở trong xã hội Việt Nam hiện nay? Theo anh Minh Giang thì anh nhìn nhận cái sự việc đó như thế nào? Tôi thấy khi mà cái cuốn sử mà đưa ra như vậy đó thì hiện giờ nó ít nhất là trên mạng cũng có một cái sự tranh luận, thậm chí là báo chí chính thống của Việt Nam cũng có đưa lên những cái ý kiến giống như anh Ngô Kỷ trích dẫn á, thì có những nhiều người ta nói ngược lại, thậm chí là người ta nói ủng hộ, giống như anh trích dẫn cái bài viết có thể là của ông Tuấn, có thể là không phải của ông Nguyễn Thanh Tuấn này nữa, nhưng mà nó thể hiện một cái xu thế nó cực đoan, tức là cực đoan kể cả hai bên, tức là bên cực hữu hay cực tả, thì cũng là một cái tạo ra một cái sự tranh luận, bởi vì cái vấn đề này nó vấn đề hết sức là nhạy cảm, vấn đề mà nó có quá nhiều cái để mà người ta nói đó, giống như mình ngồi thì mới có 5 người mà thấy rõ ràng mình có cái sự tranh cãi rồi đó, mà không phải nói là gai gắt luôn. Tức nghĩa là khi mà xới gỡ đó những vấn đề giống như cái bài viết của người mang tên mình gọi là anh Tuấn á, thì rõ ràng là chỉ làm cho người ta tranh cãi nhiều hơn thôi. Mà tôi thiết nghĩ rằng á, như giống cái Bác Cường thường hay nói là cái từ là coi như là buôn hàng giả, bán hận thù, rồi nào là sống ăn mày dĩ vãng đấy, tức nghĩa là làm cho những cái chuyện như thế đó nó tạo ra cái không có giải quyết được cái vấn đề hòa hợp, cái vấn đề đoàn kết dân tộc đó. Với cái nữa là cái ý giống như chúng ta thấy như kể cả Mỹ hay là Pháp hồi năm 1858 nó đã bắn vào Việt Nam, nó đã đô hộ Việt Nam, thậm chí là sau này kể cả Mỹ nữa, mình nói là Mỹ là đế quốc, nhưng mà kẻ thù gọi là kẻ thù trực tiếp như thế, đem bom đạn bỏ vào Việt Nam, nhưng mà lại hòa hợp với Mỹ, bắt tay với Mỹ, bắt tay với Pháp, mà coi và một cái thân tính giống như là một cái hợp tác mọi mặt toàn diện. Tại sao đối với người Việt Nam với nhau mà không hòa hợp và giải được, không có thể mà bắt tay với nhau được, không xí xóa với nhau được, vấn đề chỉ có cái từ Việt Nam Cộng Hòa thôi mà tại sao phải cử cãi với nhau? Cái đó là vấn đề thực tế, không có cái vấn đề gì mà gọi là quá lớn hết trơn á. Đó, những cái ý kiến cực đoan mà cho rằng cái chuyện là phải ngụy mới được, hoặc là phải như thế này kia, thì tôi thấy là nó hơi quá đáng. Đó, còn bây giờ mà nếu mà yêu cầu cao hơn nữa thì nó cũng phải có cái lộ trình. Tôi thiết nghĩ cái gì thay đổi nó cũng phải có cái lộ trình. Đó, mình học tiếng Anh, mình học bất cứ cái gì mình cũng phải nó có cái từng bước nó mới lên được. Ông Ngô Kỷ, ông có ghi nhận đây là một cái sự thay đổi tích cực trong cái vấn đề mà tranh luận ở Việt Nam giữa các xu hướng khác nhau, so với ít nhất là so với cái thời gian gọi là rất là đóng kín về tất cả các cái thông tin ở Việt Nam như trước kia, hay không thưa ông? Tôi nghĩ nó là xu hướng của thời thế thôi. Bây giờ vũ trụ trong bàn tay thôi. Ok, nó phải, nếu mà ta không có vậy xã hội Việt Nam hồi này sẽ bị đào thải. Do đó nó phải theo cái xu hướng của thế giới như vậy. Và vấn đề internet, vấn đề này nọ, phone phiết này nọ, rồi livestream này nọ. Ok, do đó nó vấn đề đặt ra là cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Do đó thế giới nó biến đổi và tăng tiến rồi, thì cái chuyện nó không phải là do nhà nước Cộng sản chủ trương cái điều đó, nhưng không đi ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại. Bằng chứng nhà nước vẫn tù tội, vẫn nhốt là blogger này nọ, fake là không nói về cái cuốn này. Không, anh đang hỏi là cái vấn đề nói về cái cuốn này. Không, anh nói chung là anh có hỏi có chung chứ không phải hỏi này những tranh luận này nọ đó. Có cách nhìn như thế nào thì tôi nói nhà nước không chủ trương để cho tự do tranh luận. Ok, và cái phố Bosa TV, ông Cường, anh Linh Giang, Phong, ông Lăng, Ngô Kỷ này nọ cũng đóng góp một phần nào về vấn đề tự do ngôn luận hay vấn đề tranh luận như thế này. Cái điều đó rất là quan trọng. Và cái điều mà tôi nghĩ rằng ông Phan Lê gì đó hay là cái bộ sách này nó có thể thuyết phục được một số người. Tại vì không những họ đề cập đến việc ngụy quân ngụy quyền hay này nọ, Việt Nam Cộng Hòa này nọ, nhưng tôi nghĩ rằng cái vấn đề này nó thuyết phục họ, tại vì họ cũng mắc có thằng Trung Cộng vào trong đó. Bằng chứng ông Cường, ông tiến sĩ Trần Đức Cường, ông nói trong bộ sử này chúng tôi nói rõ rằng Trung Quốc đã huy động 600.000 quân cùng xe tăng đã bắt. Chúng tôi gọi rõ đó là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam. Ok, như vậy thì cái điều ổng nói như vậy á, tôi nghĩ có thuyết phục một số người, nhiều người. Tại vì không thể nói ổng bây giờ ổng binh Việt Nam Cộng Hòa, mà ổng còn lên án Trung Quốc nữa. Và các cao trào dân chúng tại Việt Nam họ đằng chống là sự xâm lược của Trung Cộng tại Hoàng Sa, Trường Sa, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề của quyển sử này đã thuyết phục được những người yêu nước trong đất nước Việt Nam, thưa anh. Với tôi nghĩ rằng thì là cái tôi nghĩ cái này nó là sử, là sử có thế thôi. Còn bây giờ mình nói rằng thì là nó mưu cầu chuyện này, mưu cầu chuyện kia, nó thỏa mãn cái này đó, nó là bởi vì tự mình cái này sở dĩ nó ồn ào là bởi vì rằng người bên này không bằng lòng, người bên kia cũng không bằng lòng. Cái câu chuyện cho phép tôi nói mà một cái câu chuyện nó giản dị. Khi mà viết về sử đó thì tôi mới có một ông giáo sư kia dạy về sử vào ạ, đường thắt cà vát trên lầu ngó xuống dưới thấy một đám cãi nhau. Ông ấy nhìn thì ông ấy thấy là đứa này cãi nhau với đứa kia có lỗi hai cái này đó. Nhưng mà ông ấy xuống thì ông ấy lại thấy rằng đứa này nói khác, ông ấy nói khác đi. Ông ấy nói rằng thì là ngay chuyện trước mắt mình mà mình còn không, mình còn thấy nó sai, mà bây giờ mình lại phải đi tới trường học mình dạy sử thì nó thành ra là một chuyện đùa. Thì cái cuốn sử này nó cũng vậy thôi, không ạ? Cái hoàn cảnh mà cái đám cãi nhau ở dưới đó thì nó cũng lại là cái người bên phía bên này, bên phía bên kia, hay là nhìn cục bộ, nhìn ở một khía cạnh thôi. Và anh Ngô Kỷ ban nãy có nói một câu rằng thì là bây giờ cái thế giới là thế giới phẳng rồi, và tất cả mọi cái là nó phơi bày ra mà không thể chối cãi. Thì cái cuốn sử này không cần thiết nữa, bàn với nó làm gì, không ạ? Nếu mà nó không phạm tội với ai. Bây giờ đó là người dân đã viết sử hết rồi, mọi chuyện đã sáng như ban ngày rồi, tất cả những blogger, mỗi blogger là một sử gia rồi, thì cái cuốn này chả có điều gì mà chúng ta phải bàn cãi. Sở dĩ bàn cãi là bởi vì rằng chúng ta đứng ở phía này và người kia đứng ở phía kia, cho nên chúng ta mới bàn cãi. Chứ còn thì nó là cuốn sử này nó viết một cách bình thường. Xin câu hỏi tiếp tới. Với những cái nhìn nhận mới trong cái cuốn sử này, trong cái bộ sử này, cũng như là với sự tranh luận của các xu hướng ở trong Việt Nam về cái việc này, thì có những người nhìn một cách lạc quan cho rằng ngày hôm nay, thời điểm này đã có những cái tranh luận, có những cái đề cập một cách công khai tới những cái chuyện như vậy. Thì có thể trong tương lai, ngay trong Việt Nam cũng có những cái đề cập mang tính nhạy cảm hơn nữa, về những cái đề tài nhạy cảm hơn nữa. Thí dụ như là những cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thí dụ như là nói tới cái chuyện đa đảng ở Việt Nam, là những cái chuyện mà bây giờ có thể nói là cấm kỵ ở Việt Nam. Thì chuyện đó có thể ngày hôm nay xảy ra chuyện này, thì trong tương lai có thể xảy ra những cái chuyện như vậy. Theo ông Trần Thanh Phong trước hết đi, thì theo ông nghĩ là cái xu hướng đó có thể không? Tôi thì không trả lời trực tiếp với anh cái câu này, nhưng mà tôi thấy rằng đa số mà bạn bè tôi á, thì nó sau khi mà nó biết tin là có quân sự, có đề cập đến một hai điểm nhạy cảm thì là người ta nói rằng, mấy thằng bạn tôi nó nói rằng ôi trời ơi, đó là một cái kịch bản thôi, chứ không có giá trị gì hết. Là vì sao? Là vì cái bộ môn mà sử á, nó nằm trong dưới cái quyền điều khiển của là cái bộ tư tưởng chính trị rồi, thành ra làm sao mà nói sự đấy là sự thật được. Tôi thì nói rất là kích bác cái quan điểm của là ông già này, là vì sao là nó cũng có giá trị mẹ gì hết. Ông Cường theo ông nghĩ thì... Tôi tên là Cường là một cái, thứ hai nữa là ban nãy mà anh Giang nói rằng thì là tôi cứ hay nói cái buôn hàng giả, bán hận thù. Buôn hàng giả đó, dạo trước thì tôi căn cứ vào nó là Le Foyonneur. Còn bây giờ đó là cái chữ thời đại mà ông Donald Trump là fake, fake news. Đấy, fake đấy news. Là hàng giả đấy. Fake news. Thế vậy theo ông nghĩ thì cái câu hỏi đó. Thế còn cái mà còn một câu nữa mà anh nói rằng thì là cái gì lịch sử ấy nhỉ? Anh nói là tôi hay nói cái Ăn mày dĩ vãng hả? À không phải, tôi nói cái câu rằng đây là bọn bắt đèn lịch sử. Bắt đèn lịch sử là nó bảo rằng lịch sử nó đã viết như vậy rồi và nó trái ý tôi. Thế thành ra tất cả những cái bọn chống cộng cực đoan, trong đó có Ngô Kỷ, là bọn bắt đền lịch sử. Bắt là lịch sử nó phải thế này cơ. Thôi thì quý vị bớt tập trung vào chủ đề và bớt bắn mũi tên vào nhau. Xin phép như vậy. Anh Giang đi, anh Giang nghĩ sao về cái khả năng vừa mới đặt ra thưa anh? Tôi thấy cái phong trào mà ví dụ như ít nhất là cũng có những cái tiếng nói nó đối chiều với nhau, mà thậm chí là ta công khai trên các cái diễn đàn như vậy, là tôi thấy có. So với trước đây thì chính bản thân Việt Nam, mình phải so với chính cái bản thân của Việt Nam đi, mình thấy nó có cái sự, tôi cũng bây giờ phải nhìn nhận là có sự tiến bộ. Tức nghĩa là cho người ta nói thì dĩ nhiên là đây đó vẫn có những cái tiếng, mới lúc đầu ta thấy chỉ cần cái dùng cái từ Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc là nói là đấu tranh vấn đề biển đảo hay thậm chí là những cái ý kiến gì đối với Trung Quốc thôi, là chúng ta thấy có nhiều khi có những cái sự bắt bớ, hoặc là thậm chí là những cái sự như đàn áp như thế này kia. Thì bây giờ thì mới thấy có nhiều hơn, thậm chí là lịch sử đưa thẳng vô luôn. Thì đối với Trung Quốc là xâm lược rồi năm 79, rồi thậm chí các cái đảo là Trường Sa là tấn công Việt Nam năm 88 là ghi rất rõ. Rồi xác định là tôi nghĩ là cái như Bác Phong nói là không, nó không có quan trọng, rồi tôi nghĩ nó quan trọng. Bởi vì những cái thay đổi giống như thay đổi về Triều Nguyễn chẳng hạn, thì xác định đánh giá đúng vị trí của một cái nhân vật trong lịch sử là cái việc làm của những các nhà sử học. Bởi vì ông Nguyễn Ánh, ông có cái công như thế nào, ông mở rộng đất nước như thế nào, rồi cái cách quản lý xã hội ông để mà thống nhất cái toàn vẹn lãnh thổ như thế nào, cái đó là một bài học lịch sử chứ. Và nó kèm theo cái nữa. Cái này đi. Theo anh nghĩ là cái đề tài mà có thể nói là nhạy cảm nhất đối với Việt Nam hiện nay là cái vấn đề nói tới chuyện đa đảng ở Việt Nam sẽ được bàn bạc một cách công khai trong Việt Nam trong tương lai hay không? Cái vấn đề đó là tôi nghĩ là nó nằm ngoài cái vấn đề sử học này rồi, tôi cũng chưa có nghiên cứu tới đó, nhưng mà tôi suy nghĩ là với cái diễn biến của cái việc tự do ngôn luận á, nếu như mà Việt Nam người ta chấp nhận á, thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì mà người ta không nói tới. Và thậm chí bây giờ trên diễn đàn, các diễn đàn cũng đã có nói rồi. Nhưng mà cái việc mà phổ quát, cái việc mà tham gia rộng rãi hay không á, thì tôi thấy là chưa. Theo ông Nguyễn Cường thì ông nghĩ là cái vấn đề đó sẽ được nói một cách bàn bạc và chính thức ở Việt Nam trong tương lai hay không? Theo tôi thì tôi thấy rằng thì là nó có chưa, ở đây chúng ta chưa nói là vấn đề đa đảng là tốt hay là xấu cho tình hình Việt Nam. Chúng ta đang nói là vấn đề đặt cái vấn đề đó ra là một cái chuyện tranh luận ở Việt Nam trong tương lai. Tôi thấy rằng thì là cái mà đòi hỏi đa đảng hay là độc đảng với gì đó thì nó cũng lại là muộn mất rồi. Thực tình thì bây giờ đó cái cục diện thế giới, nhất là cái câu chuyện mà với cái vụ mà Charles de Ville vừa rồi đó, thì mình mới thấy rằng thì là cái hận thù hay là cái mà cái quan điểm về lịch sử đó, nó lúc nào nó cũng nằm ở dưới, nó nằm ở cái đáy của vấn đề. Thành ra theo tôi nghĩ có thể rằng thì là khi mà ông Obama tới Việt Nam hay Bush tới rồi, thì bây giờ Donald Trump cũng lại sẽ tới Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng thì là cái thông điệp của họ, tức là họ nói rằng thì là cái nền dân chủ của Tây phương, của nước Mỹ này, không ạ, nó đã sai lầm rồi. Cho nên đó, cái mà quan trọng đó, cái mà bây giờ đó, tức là phải độc tài toàn diện, độc tài dân tộc. Đời xưa đâu cần có quốc hội mà vẫn có thời Nhiêu Thuấn, không ạ? Thành ra đó, cái câu chuyện bây giờ đó là xu hướng của thời đại sẽ cổ võ cho một cái chế độ độc tài thì nó mới vững được. Không có thì là chỗ nào vậy, Thái Lan chết đằng Thái Lan, Nam Hàn chết đằng Nam Hàn, đụng tới đâu một cái nếu mà cứ theo cái vấn đề dân chủ thì dễ bị ở tù lắm ạ. Đấy chỉ là dở cái lưng cho kẻ đối ngoại nó vào nó xỉa xói, nó vào nó Xin cảm ơn Nguyễn Mạnh Cường. Ông Ngô Kỷ có cái câu gì bổ sung trực tiếp vào câu hỏi đó hay không? Nếu không chúng ta sẽ đi tới cái kết luận. Ông đã nói một khúc mà. Thật tôi mà hiểu ông Cường nói tôi chết liền. Vâng, bây giờ chúng ta đang ở cái thời kỳ I7, I8 như thế này. Mà ông nói là bây giờ phải độc tài này nọ, ông đi ngược lại từ mấy ngàn năm, thì tôi nghĩ tôi không hiểu ông muốn nói cái gì đó. Trong đó cả thế giới đang đi tiến đến một mức nào lên tới sâu quả này nọ, mà ông nói phải trở lại độc tài độc đảng này nọ, thì tôi nghĩ thì trở lại đó, thì tôi nói một chút là vấn đề mà bị quân bị quyền đó. Tôi nghĩ ông cựu thứ trưởng ngoại giao ông Nguyễn Thanh Sơn đó, ngày xưa ông chủ tịch Ủy ban người Việt ngồi, bây giờ là đại sứ Nga, tôi nghĩ là ông có cái viễn kiến, ông thấy trước. Ông đã tà ra Hoàng Sa, Trường Sa ra, và ông đã cung tế, ông thờ lại những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ Hoàng Sa trước khi cái sử này ra nữa. Tôi nghĩ rằng ông đó, ông có cái nhìn, ông nhìn trước ông Nguyễn Thanh Sơn. Và đó là cái sự mà tôi nghĩ sự khôn ngoan của ông khi ông nhìn thấy trước khi cái sử này ra. Và tôi đồng ý với ông Phong, cái sử này chính trị nó tụi tuyên giáo, chính trị bộ nó bảo nó chỉ đạo cho chuyện này mà, do đó cái sử này nó không giá trị gì hết. Ok, rồi trở lại đó thì ông nói là vấn đề đa đảng có thể sẽ tiến tới đa đảng này nọ. Cái câu hỏi là không phải là tiến tới đa đảng, mà những cái vấn đề nhạy cảm hơn nữa trong tương lai sẽ được bàn tới. Mà tôi nghe ông nói có thể có vấn đề đa đảng này, trong đó thì đó tôi nói ông có thể tranh luận về cái vấn đề đó thì ông có nói phải mà. Ok, chứ tôi không bịa ra nha. Ông có nói là có thể tiến tới cái chuyện đa đảng. Đối với tôi đa đảng nó thì không quan trọng gì. Tôi giả thể cộng sản, do đó tôi rất ghét những blogger hay là những facebooker hay những nhà đấu tranh dân chủ đòi đa đảng, đòi bỏ hiến pháp số 4 hiến pháp rồi gì. Tôi nghĩ rất là ngu xuẩn. Đấu tranh mà cộng sản nó còn ngồi đó, công an tiện còn đó, đắp qua thằng Campuchia đi đó, đòi hỏa bầu cử rồi có quốc tế, có Jimmy Carter Mỹ rồi qua để mà giám sát, rồi cuối cùng thằng Hun Sen nó vẫn làm tổng thống, nó vẫn làm lãnh đạo của do đó vấn đề rất là ngu xuẩn khi đồ họa cộng sản bỏ hiến điều 4 hiến pháp phải đa đảng, tại cộng sản công an quân đội đóng tay thì làm sao có cuộc bầu cử dân chủ được. Và đã muốn đất nước tự do dân chủ phải giá thể đảng cộng sản, do đó cái chuyện về rồi nó sẽ đưa đến đa đảng hay này nọ, có thể đánh cái chuyện đó đối tôi không quan trọng. Tôi nghĩ có hay không không quan trọng, tại vì tôi là phải lật đổ giá thể đảng cộng sản thôi. Xin cảm ơn mọi người. Và bây giờ câu chuyện cũng đã khá dài, chúng ta có lẽ sẽ phải kết thúc ở đây. Mỗi người cho một cái kết luận rất ngắn để chúng ta có thể kết thúc. Một cái kết luận có thể là dưới 30 giây. Xin mời ông Phong trước ạ. Tôi cũng chả biết là kết luận như thế nào, nhưng mà thấy rằng là cái chuyện là cũng là nói đề cập đến cái chuyện này thì cũng là rùi bu thôi. Cũng giống như là cái chuyện là anh chàng báo chí Huy Đức kỳ đó mà viết cái cuốn là Bên Trắng Cuộc thì cũng dạy từ một trò hết. Xin cảm ơn ông. Mời ông Cường ạ. Tôi thì tôi thấy rằng thì cái cuốn này nó xảy ra đúng vào cái dịp mà Quốc khánh 2 tháng 9 và cuộc cách mạng 19 tháng 8 thành ra, và nó đây là một cái dịp mà uốn nắn lại lịch sử một cách đúng đắn. Theo tôi đây là một cái bước tiến của nhà cầm quyền Việt Nam, và đây là một điều đáng khen, và tôi chúc họ sớm thành công. Mời ông Ngô Kỷ thưa ông. Tôi ngạc nhiên ông Cường là xin trực tiếp đó, tại tôi dùng cái câu giờ để mà bắn nhau rồi. Không, tôi khen ông mà. Ông nói nhà cộng sản Việt Nam cũng như hối lỗi gần như ăn năn á, tại vì bây giờ đã hướng về sự thật. Như vậy điều đó là tốt. Vâng, thì cái chuyện đó thì tôi là người của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa luôn mở tay khi người ta hồi chánh này nọ, mà nếu mà cộng sản Việt Nam đang tiến đến cái mức mà hối lỗi ăn năn như vậy thì tốt. Và tôi khen ngợi ông Cường để nhìn nhận cộng sản Việt Nam đã sai và bây giờ họ đã đi đúng đường, là nghĩa là họ đi vào sự thật, nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa không phải là người quyền đó, chính lời ông Cường nói và rồi phải nè, điều đó ông xác nhận điều đó tốt. Mời anh Minh Giang. Tôi thấy nghĩ là đây là cái việc lẽ ra phải làm từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ họ làm thì cũng là nó cũng còn muộn vẫn còn hơn không. Nhưng mà đây là tôi cho là cái tiền đề để mà làm những cái chuyện khác. Thì tới đây mà mình cũng thể cảm thấy thích thôi, khi mà có những cái tên đường ví dụ như Gia Long hay là Nguyễn Ánh hay là Nguyễn Trường Tộ hay là thậm chí là Trương Vĩnh Ký, Dòng Thanh Thanh Giảng chẳng hạn, mà trở lại những cái tên đường đó thì người ta công nhận cái vị trí lịch sử của những người đó, tôi thấy là tốt rồi. Cho nên còn trước mắt là nhiều việc để các lịch sử phải làm, nhà sử gia phải làm, và thậm chí là cái cộng đồng của mình, người Việt Nam cũng phải quan tâm và góp phần vô biết lịch sử. Tức nghĩa là nhất là trong cái thời điểm cận đại là những người mà lịch sử, những người lịch sử để lại giống như ông Cường, ông Phong đây thì những nhân chứng lịch sử mà, cho nên thành ra là càng phải củng cố lại cái lịch sử này nữa. Thì tôi thiết nghĩ là trước mắt còn nhiều chuyện phải làm hơn. Xin cảm ơn mọi người. Câu chuyện sẽ chấm dứt ở đây và sẽ được tiếp tục tham khảo ý kiến của nhiều người khác trong những ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại.